Thánh Gioan Tiền Hô. Có nhiều danh xưng khi nói về Thánh Gioan, người anh em họ của Đức Giêsu. Sinh trước Đức Giêsu khoảng 6 tháng, Gioan tẩy giả vì ngài làm phép rửa thông hối cho dân bên bờ sông Giô-đan. Gioan Tiền Hô để nói lên sứ vụ chuẩn bị con đường cho Đức Giêsu đến, như tin mừng Luca đã viết. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải vạt cho thấp, khúc quanh co hãy uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người sẽ được nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và sau cùng là danh xưng ngôn sứ. Tuy thế, cả ba danh xưng đều quy về một sứ vụ: đi trước Chúa mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Vì Thiên Chúa đầy lòng thương xót cho vầng đông từ trời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Thứ nhất, đi trước Chúa. Như Thánh Gioan Tiền Hô, mỗi người tín hữu cũng được sai đến với anh em trước khi Đức Giêsu đến. Chúng ta không đổi mới, thánh hóa được ai, vì chúng ta cũng tội lụy, yếu đuối, thấp hèn, chẳng hơn gì người anh em. Chỉ một mình Thiên Chúa là đấng mới thánh hóa, cứu độ con người. Nhưng Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của chúng ta trong nhiệm cuộc cứu độ chúng ta và anh chị em của chúng ta. Ngài cần giọt nước bé nhỏ của chúng ta, dù Ngài là đại dương mênh mông, bao la, vô tận, vì Ngài yêu và tín nhiệm chúng ta. Khi mời gọi mỗi người đóng góp vào chính công trình sáng tạo và cứu độ của Ngài bằng những gì nhỏ bé chúng ta có, với thân phận yếu đuối mỏng giòn, dễ vỡ chúng ta là. Thứ hai, mở lối cho Thiên Chúa. Đi trước để mở lối cho ai có nghĩa là chuẩn bị chu đáo, lo liệu tươm tất, sắp xếp hợp lý hợp tình cho cuộc gặp gỡ, đến thăm hay làm việc của một nhân vật quan trọng, đáng yêu, đáng kính nào đó. Vì thế, càng yêu mến, kính trọng người sắp đến, người phải đến, người đang được nhiều người trông ngóng đợi chờ bao nhiêu, chúng ta càng tận tâm chuẩn bị hết mình và hết tình, lo liệu, chu đáo, hoàn hảo bấy nhiêu. Nhưng điểm đáng quan trọng nhất mà người đi trước sẽ không bao giờ làm, nếu có lòng yêu mến người sẽ đến sau mà mình đang chuẩn bị đón tiếp, đó là không lợi dụng vị thế, uy quyền, tài lộc của người ấy mà vinh thân vì gia, kiếm trác tư lợi, càng không hống hách lên mặt với anh em vì ý được trọng dụng, được Thiên Chúa chọn làm tiền hô, sai đến trước. Nhất là không lập trạm kiểm soát giấy tờ, chốt kiểm tra, lý lịch, hàng rào bảo vệ an ninh để ngăn chặn, làm khó dễ, gây phức tạp, tạo thêm khó khăn cho những người đang chờ đón, mong được gặp đấng phải đến là Thiên Chúa, đấng yêu thương và tìm đến giải thoát, cứu độ và ban hạnh phúc cho từng con người. Thánh Gioan Tiền Hô hơn ai hết đã ý thức cơn cám dỗ trên đồi dưới đạp và thủ đoạn dựng rào chặt, xây tường tre của một số người lợi dụng sứ vụ trung gian tiền hô của mình để thay vì dọn đường cho Chúa đến với anh em, lại chặn đường, cắt đường, phá đường, không cho Chúa đến gặp con người. Vì thế, tâm niệm đời làm tiền hô của Gioan là: Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ xuống. Bởi đứng đến sau tôi quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người.
Và như Thánh Gioan, chúng ta cũng phải chấp nhận luôn mà đi để Đức Giêsu được tỏa sáng. Thứ ba, loan báo Thiên Chúa là đấng cứu độ, giàu lòng thương xót. Không thiếu những ngôn sứ biến thái luôn thích loan báo một Thiên Chúa không giàu lòng thương xót, nhưng cầu có, bắn gắt, hình sự hay soi mói, thích trừng phạt một Thiên Chúa của lề luật lạnh lùng và cơ chế vô cảm. Một Thiên Chúa có thể từ chối, loại bỏ, khai trừ, trục xuất, đe dọa, đầy đọa và tàn sát, hủy diệt ngay chính con mình tạo ra. Vì ích kỷ, kiêu căng, những ngôn sứ thái hóa này làm chứng một Thiên Chúa hoàn toàn khác biệt và quá xa lạ với Thiên Chúa được loan báo và làm chứng bởi Gioan, ngôn sứ lớn nhất đã được chính Thiên Chúa tuyên dương. Trong con cái loài người, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Quả thực, Gioan đã làm chứng duy nhất một điều, như Zacharia, cha của ông đã được đầy Thánh Thần, nói tiên tri về con mình: "Hãy nhi hỡi, con sẽ là ngôn sứ của Đấng Tối Cao. Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho người, báo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội in." Tha hết mọi tội chính là điều Thiên Chúa hứa cho toàn thể nhân loại, là điều các ngôn sứ chân chính đều loan báo từ ngàn xưa, và lời hứa đầy thương xót ấy đã được thực hiện hoàn toàn bởi Đức Giêsu, dung mạo đích thực của Chúa Cha giàu lòng thương xót. Thiên Chúa của ngôn sứ Gioan đã báo trước ấy cũng là đấng cứu độ nhân loại khỏi chết, để được bước đi dưới ánh sáng bình an của vầng đông đầy lòng trắc ẩn, là Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, đấng cứu độ vô cùng nhân hậu và từ bi của tất cả loài người chúng ta. Mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tiền Hô, Tẩy Giả, ngôn sứ, chứng nhân của Đức Giêsu. Chúng ta xin Ngài bầu cử để Chúa ban cho mỗi người trái tim lương thiện và tinh thần khiêm tốn khi thi hành sứ vụ loan báo và giới thiệu tin mừng là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa, đấng cứu độ, đầy lòng thương xót cho hết mọi người. Hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nào cùng hợp tiếng hoan ca, cảm tạ tình Chúa bao la đã cho trần gian Thánh Gioan. Hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nhờ lời cầu khấn thiết tha, nguyện cầu cùng Chúa xót thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương. Thánh Gioan khi chưa chào đời đã được mẹ Thiên Chúa đến thăm nuôi, trong cùng lòng ngày nhảy múa sướng vui, cất cao lời tạ ơn Chúa muôn đời. Hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nào cùng hợp tiếng hoan ca, cảm tạ tình Chúa bao la đã cho trần gian Thánh Gioan. Hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nhờ lời cầu khấn thiết tha, nguyện cầu cùng Chúa xót thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương. Thánh Gioan tiên tri dọn đường, sống phục vụ làm chứng ta yêu thương, luôn khiêm nhường hiền lành sống thắng ngay, chết cam trường làm nhân chứng tin mừng. Hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng,
ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nào cùng hợp tiếng hoan ca, cảm tạ tình Chúa bao la đã cho trần gian. Thánh Gioan hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nhờ lời cầu khấn thiết tha, nguyện cầu cùng Chúa xót thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương. Thánh Gioan khi chưa chào đời đã được mẹ Thiên Chúa đến thăm nuôi, trong cung lòng ngày nhảy múa sướng vui, cất cao lời tạ ơn Chúa muôn đời. Hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nào cùng hợp tiếng hoan ca, cảm tạ tình Chúa bao la đã cho trần gian. Thánh Gioan hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nhờ lời cầu khấn thiết tha, nguyện cầu cùng Chúa xót thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương.